Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình setup cho anh em một bộ nồi dành cho anh em chơi dòng xe quay rim nha anh em. Này mình setup cho anh em ha. Nhôm hú ATE 18 răng nha anh em. Nhôm hú quay rim ATE 18 răng. Đó. Đó, nhôm hú ATE 18 răng. Cụm ba càng trước là mình sẽ xài cụm ba càng của Red Leo nha anh em. Đó. Rồi full phần nồi sau là mình sẽ xài là full nồi 5 lò xo mẫu Uma của Sum Racing full. Lò xo bố lá sắt đầy đủ hết nha anh em. Đó. Thì full một bộ nồi mình setup sẵn như thế này cho anh em về gắn vô quay rim lướt and lay á là có giá là 1.200.000 bộ nha. Nếu anh em mua lẻ thì cũng có giá như mình báo nè. Cặp nhôm hú 18 răng là 500. Full nồi 5 lò xo của Sum Racing á là mình bán cho anh em giá là 400. Còn cái cụm ba càng của Red Leo này á là 300.000 nha. Đó thì mình setup sẵn full cụm vậy mình bán cho anh em với giá là chỉ có 1.200.000 thôi full bộ ha. Đó. Cụm ba càng thì mình thả ở chỗ này. Đó. Còn cái phần này thì mình sẽ ship lá bố vô là mình bỏ vô cái phần chuông nồi sau là nó thành full bộ nồi ha anh em. 1.200.000 full bộ nồi như hình nha. Anh em cần alo mình. Đây là nồi 18 răng, nó là chân ngắn nha anh em, mình thấy nó vậy chứ nó là chân ngắn, chân quay xài cho dân lớn bơm nước rời được ok hết.